Bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình sức khỏe và đời sống của VnTV xin kính chào quý vị khán giả của VnTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng một lần nữa xin chào cô Văn Anh lâu quá à, không gặp lại nhưng mà bữa nay chúng ta nói chuyện về đề tài gì ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh được biết đến trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong rất là nhiều năm vừa qua trong lĩnh vực chuyên khoa về hiếm muộn vô sinh và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Bác sĩ có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. À thưa quý vị, ngày hôm nay á, thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh à, sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài à, rất là thú vị à, liên quan đến đời sống thường nhật hàng ngày, à, đó là suy nghĩ lung tung và mệt mỏi. Thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày 24 giờ à, lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ, phải không à, suy nghĩ đánh đo, quyết định à mà mà trong cái 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 tiêu đề của ngày hôm nay thì bác sĩ nói là suy nghĩ lung tung như vậy thì như thế nào là suy nghĩ lung tung và như thế nào là suy nghĩ cần thiết thưa bác sĩ nó nó như thế này thực sự ra có thể là một phần đó là cái cuộc sống bận biểu của chúng ta ở nước mỹ yeah. chúng ta thấy để ý là ở khi hồi xưa hồi xưa tôi không biết là bây giờ Việt Nam như thế nào nhưng mà tôi cứ nhớ hồi xưa hồi xưa hồi xưa ở việt nam thì cuộc sống có vẻ thanh thản lắm à, người ta tuy làm việc cực nhọc nhưng người ta không phải suy nghĩ nhiều theo tôi nghĩ như vậy tại vì bên này nó có nhiều cái vấn đề là à, chẳng hạn như là Uh, Facebook, internet, tất cả những cái dự kiện đó nó tối ngày nó đập vào con mắt chúng ta, làm chúng ta lúc nào chúng ta phải cái đầu óc phải suy nghĩ để mà đối phó với với với, với trở lại vấn đề như vậy. Dĩ nhiên là uh, trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ chẳng hạn bây giờ mình dựng vợ gã chồng thì mình phải suy nghĩ như thế nào, làm như thế nào cũng có cái phần suy nghĩ đó. Hoặc là mình nói là mình có một công an việc làm gì đó, ông chủ ông giao mình cái nhiệm vụ gì đó thì mình cũng phải suy nghĩ để giải quyết cái chuyện đó. Yeah. Nhưng mà À, thực sự ra mình cái 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 vấn đề là cái giới hạn nhiều khi nó nó đi ra khỏi cái tầm giới hạn là chúng ta có như, suy nghĩ như dùng vùng vặt à, lắc nhắc linh tinh lung tung lan tan tôi hay dùng những chuyện như vậy là vì chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ có thử là à, hai vợ chồng cái cặp vợ chồng Brad Pitt với lại Angelo, Angelina Jolie họ ly dị như vậy thì con cái họ làm sao? À, hay là mình coi cái 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 movie mình thấy ồ oh, cái chuyện nó tình tiết nó 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 phim đại hàng sao nó tội nghiệp quá thì bây giờ mình theo cái nhân vật đó suy nghĩ biết phải giải quyết như thế nào hay là à, đại khái những câu chuyện như vậy chẳng dính dáng gì tới quyền trong cái cuộc sống của chúng ta hết là mà mình cũng suy nghĩ, nghĩ. <laughs> mình cũng suy nghĩ bận tâm suy nghĩ rồi có những cái chuyện khác nữa là cái suy nghĩ lung tung nó có chuyện nữa là chúng ta tối ngày suy nghĩ những chuyện nhiều khi chuyện đã xảy ra rồi chẳng hạn như uh, mà nói ồ ngày hôm qua mình thấy người ta trúng số độc rắc mình bực quá đáng lý ra mình phải mua cái, cái số đó phải tiêm mình trúng hoặc là nhiều khi mình lại suy nghĩ cái đáng, gọi là suy nghĩ lui rồi mình lại suy nghĩ tới nữa chẳng hạn như bây giờ mình nói là ờ uh, không biết rằng là uh, tin khí tượng nói là tuần tới là mưa bão bây giờ mình phải, phải đối phó như thế nào những trường đó có những trường nó không nằm trong cái vòng kiểm soát cái tầm tay của kiểm soát chúng ta tại sao mình, mình suy nghĩ như vậy hay là mình hối tiếc một trường gì trong quá khứ chẳng hạn như là phải chi mình nói với cô đó mình yêu cô ta thì bây giờ đỡ biết mấy bây giờ cô ta lấy chồng mất tiêu rồi đó có đó, những cái chuyện như vậy những chuyện nó qua rồi là qua à, mà chúng ta thường thường chúng ta hay suy nghĩ những chuyện tới luôn như vậy và có khi những chuyện mà chúng ta suy nghĩ tới thường thường mình hay tưởng tượng ra những cái gì mà nó gọi là à, không muốn tưởng thành một cái cảnh mà huy hoàng lắm mà mình chúng ta tưởng tượng những cảnh rất là bi đát à, thành ra trong đầu của chúng ta lúc nào nó có chuyện như gọi là rối rắm rối rắm để mà gọi là cuối cùng mình cứ suy nghĩ không những vậy mình nhai đi nhai lại nó trở thành những gọi là những khúc phim buồn hay những cái phim kinh dị lúc nào nó chạy trong đầu chúng ta tối ngày như vậy đó là mình gọi là suy nghĩ lung tung và như thế nào thì mình biết là mình đang suy nghĩ lung tung và mình cần phải dừng lại thưa bác sĩ có thể là chúng ta không biết thực sự là chúng ta không biết không để ý, không biết đâu là là vì mình quen cái cái thói quen đó rồi thực sự ra mà nói à, chính bản thân của tôi như vậy lâu nay mình buổi sáng là, là tôi ngồi pha ly cà phê ngồi uống là suy nghĩ lung tung nha à, nhưng mà cái đó nó nó chính bản thân tôi là mình đã có cái thói quen đó và mình nghĩ cái đó là cái chuyện đương nhiên và có khi mà nếu nếu mình không còn suy nghĩ nữa đó thì mình cũng khùng mất cái nếu một cái đầu yeah. óc của mình mà không suy nghĩ thì làm sao được yeah. rồi, mình phải suy nghĩ chứ nhưng mà mình phải nhận xét là có những chuyện không đáng suy nghĩ nha thì cách hay nhất là khi mình đã đã nhận ra cái chuyện là cái đó là một cái thói quen không được tốt cho lắm thì mình phải có khi bất giống như bất cứ một cái cái thói quen nào không được tốt cho lắm thì mình phải tìm cách mình đứng ngoài Uh, tôi có một lời khuyên là chúng ta đứng ngoài cái cái giống giống như người quan sát thôi mình làm cái giống như một cái trò chơi tức là mình bây giờ mình đứng ra ngoài mình làm người quan sát giống như hồi nãy mình nói là đó là một cái cuốn phim chẳng hạn thì bây giờ mình là người đạo diễn nếu mình người đạo diễn thì cái cuốn phim đó mình nghĩ có thử nó hay hay dở nó có đáng chiếu hay không nếu không đáng chiếu thôi mình dẹp ok mình mình, mình chiếu chiếu ra thì chỉ buồn thôi và mình không có thu được cái lợi nhuận gì hết thì cắt qua một bên À, thì đó là một cách để mình, mình bớt cái những cái suy nghĩ mà gọi là không cần thiết à, cái thứ hai nữa đó là có những chuyện chẳng hạn lặt vặt như mình, mình một cách nữa là mình nên giải quyết ngay khi mà nó tới chẳng hạn bây giờ mình nói à, mình phải à, gia hạn cái bản số xe chẳng hạn cái hãng mình cái cơ quan dmv người ta hay gửi cho mình trước hai tháng là nhưng mà cái đó cũng là tật của tôi nhiều khi mình để cái đúng cái, cái giấy lên Ôi, bàn rồi mình nói còn hai tháng Ôi, còn okay, lâu không mà. Lo. Dạ, dạ. đấy đúng không nhưng mà một hồi cái mình lại suy nghĩ là chà không biết cái cái ngày hết hạn là ngày nào có chừng bị phạt đúng không đúng rồi. rồi không biết là bây giờ cái cái giấy gia hạn nó nằm chỗ nào nữa đúng rồi đấy, mình phải suy nghĩ đến cái chuyện như vậy người ta cho mình hai tháng đấy right. mà nhiều khi có khi mình suy nghĩ đã rồi mình quên mất quên mất tới cái ngày nó, nó quá hạn đi đi một tuần hai tuần là mình phải nộp phạt à, thì có những cái như vậy nếu mình nói là phải giải quyết thì mình giải quyết ngay tức là mình không cần phải suy nghĩ ở trường thứ ba nữa là mình nên gọi là mình nên đổi tần số đổi tần số tức là mình không nên lúc nào mình cũng nghĩa là ý mình nói là không nên chẳng hạn mở tivi ra mình biết là cái tật mình là mình vợ mở ra mà mình coi phim đại hạt là mình sẽ coi hai hai ba bốn năm tiếng đồng hồ thì mình dành những thì giờ đó mình làm những chuyện khác chẳng hạn hoặc là mình không nên để ý tới những chuyện trên facebook chẳng trên đó có cái người nào đó họ kể chuyện đời của họ, thì kể họ không có dính dáng tới mình hết yeah. Yeah. cái đó nhiều khi mình nghĩ là nó có vẻ ích kỷ nhưng mà thực sự ra mình lo bản thân mình trước cái đã vì mình nói là cái người bản thân của mình và cái người xung quanh của mình là người quan trọng nhất Bây giờ mình thử tưởng, tưởng giả sử một ngày đó mình ra đi thì có ai buồn khóc cho mình hay không? Thực sự là những người thiệt thòi nhất là người à, thân của mình đền, thôi. Dạ, dạ. À, thì mình nên dành cái thời giờ quý giá của mình để suy nghĩ về những người đó dạ à, giống như là ngày hôm nay khi bác sĩ nói về đề tài suy nghĩ lung tung không biết là bác sĩ có đang suy nghĩ lung, lung tung không vậy dạ, bác sĩ thực sự mà nói tôi cũng phải suy nghĩ lung tung vì có dạ. những cái chuyện thí dụ bây giờ mình nãy giờ là trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ lung tung chứ dạ. tức là, là là làm sao để mình giải thích được cho cái gọi là khán thính giả họ nghe được những điều mình muốn nói hay là tôi hay viết bài báo y khoa chẳng hạn thì khi mình viết thì mình cũng phải suy nghĩ lung tung mình phải sắp xếp những cái tư tưởng của mình nhưng mà mình mình hay nói là tôi hay là hạn chế là tới là những cái chuyện là mình suy nghĩ về cái đề tài đó thôi thay vì mình phải suy nghĩ rằng là cái đề tài đó mình viết, viết ra như vậy có người ta khen hay chê chuyện đó không quan trọng đối với tôi nữa hồi xưa thì tôi hay để ý cái chuyện đó à, người ta hay, khen hay chê cái đề tài của mình và trước khi mình viết có nhiều khi ồ cái đề tài đó À, không biết nó dở quá thôi mình không thèm viết không thèm là không thèm nói nữa nhưng có nhiều khi mình lại suy nghĩ ơ giờ là cũ của mình mà mới của người ta làm sao đấy right. vợ của mình người khác lại khen hay làm sao thì mình vẫn viết vì những cái đó nó có lợi ích thì khi mình đã quyết định như vậy thì mình tập trung vào và mình 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 viết hay là mình nói làm sao cho hay yeah. đó là cái mình cái suy nghĩ của mình nó đặt trọng tâm vào cái cái đề tài nhiều hơn là cái lung tung lang tan ở chung quanh cái đề tài và nói tóm lại là chúng ta cố gắng làm sao để đừng có suy nghĩ nhiều và mà những cái suy nghĩ mà chúng ta cũng không có thể nào kiểm soát cũng như là không cần thiết cho chính cá nhân của chúng ta và cuộc sống hàng ngày của dạ chúng ta. Đúng. Ta khi mà xin. mình để ý là mình thấy cái đó nó đi ra khỏi vòng kiểm số của mình thì mình nói là chấm dứt giống như mình nghĩ là như là cuốn phim như vậy, mình tạm thời cái là tắt máy, nha là uh, mình nói không có nghĩ tới chuyện đó nữa gạt qua một bên. À, với lại một chuyện nữa là chúng ta nên để dành thì giờ một ngày chẳng hạn nửa tiếng trong ngày có thể là trước khi đi ngủ hoặc là tùy mình có thể cái giờ nào mình thấy có vẻ gọi là um, thư giãn nhất thì mình ngồi xuống hay là nằm xuống cũng được mình suy nghĩ là à, về những cái chuyện mình đã làm trong ngày chẳng hạn ngày hôm, ngày hôm nay mình làm những chuyện gì và ngày mai mình sẽ làm những chuyện gì à, mình tính những cái chuyện đó xong rồi đó là không có là tắt, đăng, tắt đèn đi ngủ không có suy nghĩ về chuyện đó nữa có nhiều khi có nhiều trường mình lo cả ngày mình lo gọi là mình gọi là gọi là lo công bò trắng răng tức là lo chuyện trên trời rồi. dưới đất thiên địa nào khi không nhưng cái lo đó thực sự nó sẽ hại đến sức khỏe của chúng ta lo nhiều quá nó làm chúng ta cái đầu óc của ta nó quẩn trí nó quẩn trí thì là bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe như là mình nó đưa vào tình trạng là mình phiền muộn kinh niên phiền muộn kinh niên bắt đầu đau tim bắt đầu lên cân bắt đầu tiểu đường này nọ wow À, thưa quý vị à, chắc chắn là sau khi chúng ta à, theo dõi cái bài nói chuyện của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ bớt suy nghĩ lung tung đi phải không quý vị và khi mà chúng ta suy nghĩ lung tung như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến mệt mỏi phải không bác sĩ? Dạ đúng. À, và thưa quý vị à, con người ta trong một ngày làm việc đi học đi làm chắc chắn sẽ có những cái phút mệt mỏi. Dạ đúng. À, cũng trong một bài viết của bác sĩ Hồ Ngọc Minh bác sĩ đã à, trình bày mệt mỏi như thế nào và cái 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 nguyên nhân chính gây ra sự mệt mỏi và theo tỷ lệ thì người phụ nữ mệt mỏi nhiều hơn là người đàn ông phải không bác sĩ? Thực sự là mình cứ tưởng như vậy nhưng người đàn bà lại mệt mỏi hơn người đàn ông. Cũng tội nghiệp người đàn bà vì theo cái thống kê cho thấy á, người phụ nữ phải lo đủ thứ chuyện nhất là phụ nữ bên này người ta đi đi làm ở ngoài rồi người ta còn về lo cho chồng, lo cho con này nọ. À, thì theo cái cái, cái thống kê cho thấy là cứ mỗi một đứa con sinh ra là người phụ nữ là tóc bạc càng nhiều và gọi là mệt mỏi càng nhiều hơn đó thành ra nhưng mà người ta cho thấy rằng là ở nước Mỹ này có cái tình trạng rằng là khoảng 10% phần trăm đàn ông lúc nào cũng mệt không biết lý do tại sao lúc nào cũng mệt đó. và 15% trăm phụ nữ lúc nào cũng mệt người ta không tìm ra được lý do tại sao à, một phần thực sự ra thì có những lý do có thể đưa đến mệt mỏi à, mình thấy là ở bên việt nam mình có thể nói là hồi xưa hồi xưa người ta ra đồng người ta làm ruộng người ta mệt mỏi về thân xác nhưng người ta không mệt mỏi về cái tâm thần bên này thực sự ra thì chúng ta à, cái, cái cuộc sống bên này nó bận rộn nó làm chúng ta dễ bị mệt mỏi về cái tâm thần nhiều hơn à, từ tâm thần đưa đến thể xác À, một trong những cái lý do mà đưa đến mình mỏi có thể là vì à, theo thống kê cho thấy là từ ba phần trăm đến 50% phần trăm người Mỹ hay là người Việt Nam chúng ta ở Mỹ đi không có ngủ ngon, à, đúng rồi. Thiếu chúng ta bác không ngủ hơn. đủ người lần không ngủ ngon giấc. Cho dù à. mình nghĩ nhiều khi mình nghĩ là tôi ngủ được 8 tiếng nhưng trong cái 8 tiếng nó không có cái chất lượng tốt à. hoặc là khi chúng ta ngủ đa số là ngủ 6 tiếng trở xuống, yeah. cái cái không ngủ ngon đó nó có thể làm chúng ta mệt mà chúng ta không biết. À. À, cái lý do nữa là có thể làm cái mệt mỏi là những cái những cái cái bệnh mà mình thân chúng ta không biết chẳng hạn vì mình không có tập thể dục thể thao thì mình dễ bị cao máu dễ bị tiểu đường như cái đó nó làm cho chúng ta à, mệt à, thì cái đó là những cái lý do về 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 thể xác nó làm cho ta mệt về về tâm thần và ngược lại chính cái mệt tâm thần nó trở lại nó sẽ làm cho cái chúng ta mệt về thể xác nó nó một cái vòng lẩn quẩn yeah. Và như vậy thì nếu mà chúng ta mệt mỏi mà cứ thấy nó kéo dài như vậy thì tới lúc nào chúng ta cần phải đi gặp vị bác sĩ gia đình để tìm Thường hiểu. thường đó, như mình nói nó có hai tình trạng mệt mỏi. Một là mệt mỏi mà tạm thời, ngắn hạn thì nó như mình nói là tình trạng burnout tức là cháy bóng tạm thời. Thì mình có thể giải quyết được bằng cách là mình điều chỉnh mình lại, tập thực việc thể thao hoặc là bớt suy nghĩ lung tung nhưng mà nó có tình trạng là có khi mình tới gặp bác sĩ họ thử các cái thử nghiệm máu chẳng hạn như bệnh uh, cao máu, tiểu đường, bệnh bướu cổ này tất cả đều bình thường tất cả người ta cũng không biết là tại sao người bệnh nhân này mệt mỏi thực sự nó có cái hiện tượng đó nó gọi là um, chronic fatigue syndrome có nghĩa là mệt mỏi kinh niên và cái hồi trước người ta nghĩ là cái 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 bệnh đó gọi là là một cái bệnh ảo bệnh tưởng tượng nha nhưng mà bây giờ thì người ta cho công nhận đó là một cái bệnh, yeah. à, nhưng mà lại không có không có thuốc chữa. À, thường thường khi mình biết là mình mình rơi vào tình trạng mệt mỏi kinh niên nếu mà chúng ta đã à, gọi là tìm cách sửa đổi tất cả những gì chúng ta làm được mà chúng ta vẫn không thoát khỏi cái 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 sự mệt mỏi kinh niên đó trong vòng sáu tháng thì mình phải đi gặp bác sĩ. Yeah. nhưng mà thường thường thì cho dù như vậy nhưng mà cuối cùng đa số thì bác sĩ họ cũng sẽ giải quyết được là cho dù những cái thử nghiệm máu nó, nó hoàn toàn bình thường nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đưa đến cái giải pháp là bớt suy nghĩ lung tung, Đó. bớt lo chuyện người ta, nha, yeah. lo chuyện mình trước. À, và có khi mình nên tập những cái gọi là bây giờ mình gọi là cái thiền, cái thiền có thể là à, không nhất thiết là mình ngồi đó mình mình tập thở rồi mình tập trung tư tưởng cái đó rất là khó đạt đến yeah, mức yeah. độ gọi là thiền gọi là cái đầu óc không còn suy nghĩ những gì nữa đó thì nó rất là khó yeah. nhưng mà chúng ta có thể uh, đi từng bước một chẳng hạn, những bước một chẳng hạn bây giờ mình nói ô oh, mình đang ăn miếng cơm thì có khi mình gọi là bỏ cái miếng đồ ăn vào trong trong miệng thì mình để ý tới cái miếng đồ ăn thôi, mình đừng có để ý tới là bữa nay gọi là cái, cái ông Brad Pitt ông nói cái gì, hoặc là tối nay là cái phim đại hàn nó chiếu phim gì, chỉ để hoặc ý tới là, cái này hoặc miếng là để ý coi là trên Facebook mình đã có bao nhiêu cái like rồi bác. đó, bao nhiêu cái like trên Facebook đúng không? À, dạ. Thì mình chỉ nghĩ tới cái cái miếng cơm của mình dạ. thì thì gọi là mình chú trọng tới những cái gì mình làm từng giây từng phút dạ. cái đó nó sẽ rất là quan trọng hơn là mình suy nghĩ lung tung ở xung quanh cái cái vấn đề đó thì từ từ nó sẽ tạo cho chúng ta cái cái gọi cái, là cái tâm thần chúng ta thoải mái à, thoải mái thì nó dễ cho mình là ngủ ngon và ngủ ngon thì là sức khỏe tốt thì bớt mệt mỏi. Dạ, yeah. à, cái, cái 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 tâm thần của mình á nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe về thể xác phải không bác sĩ dạ đúng cái dạ. đó thường thường nó là, cái đó rất cái là quan trọng dạ. vì người ta chứng minh được rằng là khi mà mình bị phiền muộn kinh niên mệt mỏi kinh niên thì là cái 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 cái, cái gọi là cái tỷ số mình bị những bệnh như là cao máu tiểu đường ung thư này nọ nó, nó tăng theo wow. cho dù rằng là mình nói là ô tất cả những chuyện khác giả sử tất cả những chuyện khác mình đều làm bình thường hết ăn uống điều độ này nọ tất cả đều bình thường nhưng mà chỉ vì cái mệt mỏi thôi nó cũng đã làm cho chúng ta gọi là Dễ bị bị. vâng thưa quý vị quý vị vừa theo dõi chương trình sức khỏe và đời sống với bác sĩ hồ ngọc minh ngày hôm nay hy vọng sau chương trình này thì chúng ta sẽ bớt nghĩ lung tung để không bị mệt mỏi để có một cuộc sống khỏe sống vui cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.